Nếu bạn thích mạo hiểm, bạn là tay vượt, bạn thích khám phá thiên nhiên, thích leo trèo, lội suối, leo đá, thích tắm suối, nếu có cơ hội đến với Nha Trang, Khánh Hòa, đừng quên bỏ lỡ cơ hội khám phá non nước ở đây. Đầu tiên phải nói đến quy lịch suối Ba Hồ. Bạn hãy vào Google Maps trên iPhone, điện thoại, hoặc máy tính, sẽ nhập suối Ba Hồ ở Nha Trang. Thì bạn sẽ được chỉ dẫn bằng vệ tinh đến suối Ba Hồ. Ba Hồ Nha Trang nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang 25 km về phía bắc. Nơi đây thuộc địa bàn thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Suối xuất phát từ đỉnh Hòn Sơn, cao 660m và dài 10 km. Sau quá trình bồi đắp hình thành ba hồ nước với độ cao khác nhau, ngày nay được gọi là suối Ba Hồ. Theo kinh nghiệm của nhiều người, bạn nên đi du lịch suối Ba Hồ cũng như du lịch ở Nha Trang vào tháng 4 âm lịch. Lúc này thời tiết mát mẻ, nước hồ lúc nào cũng trong vắt. Bạn có thể tha hồ ngắm nhìn và khám phá suối Ba Hồ với hệ sinh thái đang vào thời điểm đẹp nhất, giữa bạt ngàn núi rừng, và sẽ tìm được chốn bình yên đến lạ bỏ qua những ồn ào của phố thị. Trên quốc lộ 1 đi từ thành phố Nha Trang về hướng bắc ra huyện Ninh Hòa, tầm 25 km, bạn nhìn bên tay trái sẽ thấy một cái bảng để tên là suối Ba Hồ hoặc là khu du lịch Ba Hồ. Vậy Ba Hồ có gì thú vị? Khu du lịch sinh thái Ba Hồ Nha Trang có 3 khu tham quan chính là Ba Hồ riêng biệt, mỗi hồ lại có những nét đẹp và hấp dẫn riêng. Nếu bạn đi cắm trại picnic cùng với đồng bạn bè thì hồ số 1 sẽ là lựa chọn đầu tiên. Bởi hồ nằm ngay ở vị trí thấp mà thác nước vào mùa mưa sẽ đẹp hơn những hồ còn lại. Hồ rộng khoảng 100m² với phong cảnh xanh mát và cùng âm thanh tự nhiên của núi rừng để cho bạn những giây phút bình thoải mái. Trò chơi clip zoom nhảy từ vách đá xuống để về thử hiện cho những khách đam mê mạo hiểm đứng từ những mỏm núi cao rồi nhảy xuống lòng hồ, cảm giác sẽ vô cùng thú vị đó. Hồ số 2. Mang theo sườn núi bạn sẽ đến hồ số 2. Vào mùa khô, nước hồ không quá trong, nên càng lên cao nước càng đục, tại vì nó gần cái thác nước chảy xuống làm nước thì ít. Tuy nhiên lúc này những mụn đá lớn vừa về đường cây phủ một màu xanh mướt đã tạo nên một cảnh sắc núi rừng của hùng vĩ vừa lãng mạn. Đa phần khách đến hồ số 2 đều là những vị khách trẻ yêu thích cảm giác lên trèo khám phá, bởi đường đi đến hồ số 2 khá gian nan vất vả. Thác Ba Hồ Nha Trang số 3. Khi lên đến hồ số 3, bạn có thể quay lại bằng con đường cũ hoặc cũng có thể đi theo rừng đường rừng mang theo hướng các mũi tên màu đỏ nằm ở phía đối diện bên dưới con suối, tương đối khó khăn song cũng rất đáng để trải nghiệm. Nếu bạn không thích đi lên trèo khám phá thì chỉ cần chơi ở số 1 hoặc dưới khu vực hạ lưu thôi. Tại khu vực hạ lưu, bạn hãy dừng chân để hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nơi đây dịu dàng. Giữa mặt ngàn núi rừng, dòng suối nhỏ với làn nước trong vắt len lỏi chảy qua những phiến đá đủ hình thù, kẻ đặt chân mình tặc nhẹ xuống dòng nước mát, mỗi mạch lo ao được cuốn trôi theo dòng nước, chỉ còn lại sự thảnh thơi bình yên nơi tâm hồn tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Xuống rồi.
Không thể được. Anh nói bẻ lại cho ổng ấy chứ cái nước của lại. Ổng lên nó, ổng lên đi từ từ lên. Không sao đâu. Đấy. Tắm tiền đứng đụng mà. Tôi mệt. Đồ mà đứng đây nhìn tiên nó tám luôn. Đồ mà chỉ có 30x nên mới đây mới nhìn đã hả? Sao? Rồi thấy cái mặt rồi, yên chí rồi. Ủa mà tính nó nhảy xuống đó hay sao vậy? Điều rồi, dám nhảy xuống à? Mày nhảy tôi chặt cho mày một cái. Đó là cho nó sau nhảy nó bình thường. Đấy, nó nhảy xuống đó đó. Đấy, nhảy bình thường thôi, để nước này nó cũng thấy cái gì. Coi còn nó nhảy. Mày cái nước rồi. Bỗng dồn cái thấy từ đấy thường chặt mà xuống tao phi cái là phải chồng tao lên hấp dẫn ghê thường bãi sâu bứt chút cái này nhảy đó thôi nó còn lòng nữa nên đầu cha nó liền má nó còn nghe đúng rồi mình lì á bốn ngược là sao nhưng mà đầu cha nó không liều chút nào. Đồ. Okay.
quay mà. Ha 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 ha